Mình là Minh Hằng, là thành viên mới nhất của Đi Channel. Mình đến đây để gặp gỡ các bạn bởi vì mình cũng là một người rất yêu thích công nghệ. Xét một cách toàn diện, các siêu phẩm công nghệ cũng rất giống con gái chúng mình. Và di động là thứ duy nhất mà con người luôn luôn cố gắng để làm tốt hơn tạo hóa. Điểm chung, bảy tính thẩm mỹ cao và luôn luôn thay đổi. Đánh trúng tim đen các bạn trai rồi nhé. Minh Hằng khuyên các bạn, có thể đổi điện thoại nhiều nhưng bạn gái thì chưa có đổi. Vì khoản đầu tư cho một chiếc điện thoại quá nhỏ nhoi so với những gì để có được một tình yêu đích thực. Chiếc điện thoại đầu tiên các bạn có thể quên, nhưng mối tình đầu sẽ luôn là mãi mãi. Ở trong video này, Minh Hằng sẽ cùng các bạn đến với di động thông minh để mua chiếc LG G, một sản phẩm đang đạt điểm rơi về giá và đang được người dùng rất quan tâm. Những câu hỏi như làm thế nào để nhận biết được một chiếc LG G mới chưa qua sử dụng và mình có hợp với chiếc LG G không? LG G nên chọn bản nào để hoạt động ổn định nhất? Và Minh Hằng sẽ giới thiệu đến với các bạn qua hành trình mua hàng thực tế tại di động thông minh. Trước khi mà anh tìm hiểu con G thì anh đã tìm hiểu qua một số dòng máy Android. Thưa vì sao anh chọn con G này? Chọn con G thì thiết kế đẹp, có hình cao. Optimus G được LG giới thiệu cuối năm 2012, nhưng hiện nay nó đang là sản phẩm chiến lược của hãng khi là thiết bị được tiêu thụ mạnh nhất, cả phiên bản quốc tế và phiên bản cho chính thị trường nội địa. Và trên tay mình đây chính là chiếc LG G sách tay phiên bản Hàn Quốc. Mình sẽ hướng dẫn các bạn cách chọn mua chiếc Optimus G sách tay chuẩn qua các dấu hiệu nhận biết. Về phần hộp máy, hộp LG G được thiết kế nhỏ gọn với chất liệu bìa cứng, bóng bẩy sang trọng cùng những đường vân caro in chìm rất tinh xảo. Khi các bạn nhìn nghiêng mới nhìn thấy được các họa tiết này. Một điểm mình xin lưu ý với các bạn khi chọn mua LG G đó là ở phần hộp máy, các bạn nhớ để ý đến phần tem dán, bởi trên miếng tem này có mã vạch cũng như các thông số, email, serial cũng như tên phiên bản của máy. Ngoài ra, các bạn còn có thể biết được thời gian sản xuất của chiếc LG G. Sau đó, khi các bạn mở hộp, nhớ đối chiếu các thông số email trên máy với email trên hộp này. Phần lớn các bạn khi mua hàng sách tay thường hay có một câu hỏi chung, đó là vì sao máy mới mà không còn siêu hộp? Thì câu trả lời cho các bạn là: thứ nhất, do mua máy theo dạng hợp đồng nên phải rạch siêu để đăng ký. Mặt khác, khi ship hàng về, máy cũng cần rạch siêu để kiểm tra qua các khâu vận chuyển. Vừa rồi, mình đã hướng dẫn các bạn những dấu hiệu nhận biết bên ngoài vỏ hộp. Còn bây giờ, mình sẽ đập hộp cũng như hướng dẫn các chi tiết, những dấu hiệu nhận biết cho chiếc Optimus G chuẩn.
Một sản phẩm LG mới rất dễ nhận biết bởi máy không chỉ được bảo vệ bởi siêu màn hình, siêu lưng mà còn có cả siêu viền ni lông màu xanh bảo vệ viền kim loại và các phím bấm. Những siêu viền không thể dán lại vì khi bóc ra sẽ xoăn lại. Và nếu đã dùng rồi, những siêu này cũng sẽ bị bong ra do tay tiếp xúc với phần viền máy. Ở phần mặt sau, các bạn chú ý đến một chiếc tem nhỏ màu trắng. Chiếc tem này với các thông số, email, serial cũng như tên phiên bản máy sẽ trùng với tem trên hộp máy. Vì vậy, các bạn nhớ đối chiếu chúng với nhau. Optimus G phiên bản Hàn được 3 nhà mạng phân phối với tên mã lần lượt là F180S, F180L và F180K. Các bạn có thể xem logo nhà mạng ở mặt sau của máy để đối chiếu. Một điều quan trọng đó là các bạn nhớ kiểm tra kỹ tổng thể xem viền kim loại nhỏ phía trước, cũng như ốc vít ở phía dưới của máy có bị xước sát hay không. Có thể do quá trình vận chuyển máy bị xây sát, tuy nhiên những máy này sẽ không còn là mới nguyên hộp nữa. Về phần phụ kiện, nếu như vỏ hộp qua quá trình vận chuyển, kiểm tra sẽ không còn siêu hộp. Tuy nhiên, nếu hàng chuẩn thì các bạn hoàn toàn có thể yên tâm vì phụ kiện vẫn còn siêu niêm phong cẩn thận. Khi các bạn đi mua máy, nhớ kiểm tra phụ kiện chuẩn gồm có sạc, cáp, tai nghe, sách hướng dẫn sử dụng, hai tác NFC và một que chọc SIM. Với chiếc LG G sử dụng củ sạc dòng da 1.2A, điện áp 5V được bọc kỹ càng trong siêu ni lông, tai nghe cockpit cao cấp được bọc trong siêu tròn, cáp cũng được cuộn tròn trong một siêu ni lông, tất cả đều ở trạng thái mới 100%. Sau khi kiểm tra các dấu hiệu bên ngoài, bây giờ mình sẽ hướng dẫn các bạn kiểm tra kỹ càng bên trong. Với chiếc LG G, khi đi mua các bạn có thể dùng mã ẩn sau để test các chức năng của máy. Ở chế độ này, các bạn sẽ kiểm tra tất cả các tính năng phần cứng như màn hình, loa, cảm ứng, zoom hay camera. Ở đây, mình sẽ hướng dẫn các bạn kiểm tra màn hình. Ở các chế độ màu đơn sắc, nếu các bạn phát hiện có một điểm màu sắc khác biệt với các phần còn lại hoặc sáng bất thường thì có thể coi đó là một điểm chết. Với các máy cảm ứng thì với 5 điểm chết rời rạc có thể chấp nhận được theo thông số của nhà sản xuất. Ngoài ra, các bạn cần lưu ý bật máy trên nền trắng để kiểm tra xem màn hình có bị ám vàng hay không. Bởi những máy cũ đã qua sử dụng, một số máy sẽ bị hiện tượng này. Tương tự, các bạn sẽ kiểm tra tất cả các tính năng phần cứng khác. Mình cũng xin chia sẻ với các bạn một chút, đó là nhiều bạn vẫn còn băn khoăn khi mua chiếc Optimus G thì các vấn đề nghe gọi nhắn tin liệu có tương thích với ở Việt Nam hay không. Các bạn có thể hoàn toàn yên tâm bởi vì khi mua máy, các bạn sẽ được kỹ thuật viên của Di động Thông minh hỗ trợ cài đặt phần mềm lên phiên bản 4.1.2 tiếng Việt, phiên bản quốc tế E975. Fix hoàn toàn các lỗi của máy Hàn như tin nhắn, ứng dụng chạy ẩn của Hàn Quốc, máy chạy ổn định và mượt mà. Chào các bạn. Và sau đây mình đã ROM xong bản ROM E975 ROM quốc tế cho LG Optimus G. Hiện tại thì khi mà đem Optimus G từ thị trường Hàn Quốc về Việt Nam sử dụng thì bản thân Optimus G dùng rất là tốt, nhưng vẫn đang còn một số lỗi, ví dụ như là lỗi nhắn tin, lỗi cuộc gọi và lỗi không có tiếng Việt. Sau khi up lên bản ROM quốc tế này thì một số những cái lỗi này đã được fix triệt để, tiếng Việt đã được thêm vào, cuộc gọi xử lý rất là tốt, tin nhắn đã fix full 160 lượng, không cần chia tin nhắn. Mình đã test qua bản ROM này rất là nhiều, sử dụng một thời gian rất là lâu rồi. Bản ROM này tuy hiển thị về cột sóng không được full vạch, nhưng mà khi mình đứng ở một nơi sóng rất là kém, test trong một thời gian rất là lâu thì những cái ví dụ như là cuộc gọi, nhắn tin 3G thì vẫn xử lý rất là tốt. Về những vấn đề ví dụ như là hiện tượng lag giật, rồi hiện tượng pin yếu hay là pin ảo thì thực sự ở trên bản ROM này rất là tốt, rất là mượt. Hiện nay ở trên các forum diễn đàn, ví dụ như chơi mobile, Vega Việt và một số diễn đàn khác ví dụ như LG Việt và cộng đồng Facebook, đã có rất nhiều bản ROM fix lỗi cho Optimus G, kể cả bản ROM quốc tế, và các bạn có thể tham khảo những bản ROM này. Và theo đánh giá khách quan của mình thì bản ROM E975 này vẫn được đánh giá cao nhất, với độ ổn định cực kỳ tốt.
tất cả khách hàng khi đến với di động thông minh thì sẽ được cài bản ROM này miễn phí và sẽ được bảo hành bản ROM này trọn đời máy. Và mình đã hoàn thành bài hướng dẫn chọn mua sản phẩm LG G sách tay chuẩn. Hy vọng với những hướng dẫn bổ ích này, các bạn có thể chọn cho mình một sản phẩm sách tay ưng ý nhất. Nếu cảm thấy hữu ích, các bạn có thể like Facebook cũng như subscribe D-Channel của Di động Thông minh. Xin cảm ơn các bạn.